có nấu kéo mà ăn lại không? Lớn lắm á nha, không giỡn. Ê, đừng nói con quỷ ó nữa nha. À. Là được. Nhỏ dữ. Lớn á. Cũng được. Rồi, thấy con bự luôn á không quen. Con bự đó. Á cũng mẹ. Con bé trong gan. Mát ngày ngày của con hoàng hay sao chứ. Thả xuống, thả con gì xuống cũng chơi trời. Cái không chạy rồi lấy cái bè. Ăn đừng rơi. Bè rồi. Bè chắc cỡ bè lớn, bè cỡ 8-9 kg như anh nãy á. Sợ lớn nữa chứ. Ờ, găm quá. Không phải đó. Găm dữ hả? Găm dữ gì? Sợ cái quán đâu? Không thấy nó luôn. Cái bóng đâu rồi? Anh Tư, chờm nhảy anh Tư. Chờm nhảy cho bác. Thấy cái bài quay clip ở trước. Quay. Có bài quay clip nó nhảy trước. Thấy kìa. Thấy hả? Bè không? Lên chưa? Bè. Có bài quay clip nó mới nhảy trước. Bè lớn đó. Lớn lắm á. Má lấy mồi 300g ra đẩy. Mồi 300g ra đẩy luôn. 300g 40m. Ở dưới này sao kìa. Rồi. Ở dưới đây. Dưới bè nằm dưới bè này rồi. Thấy rồi, thấy rồi mà. Có mày qua lép trước mới vậy. Ờ móc đuôi luôn rồi. Ờ nghe mỏ. Nổ. Nổ phải mì. Ờ lên anh. Đù, lớn hả? Sai nãy á. Đù, lên đây mày. Cái láo. Cho cái đầu mình cay cho nó im xuôi. Một lưỡi. Mấy chỗ lại. Hôm nay ngày của ông Hoàng rồi. Thế đường rơi không? Ngày Hoàng rồi, ăn đường rơi không à. Chết đi chứ. Ồ, cái này ngày vậy đó coi. Có lưỡi mọc, tao ăn. Sai lưỡi. Lưỡi bự mà, lo gì, nửa con cá ngừ mà. Bởi trời, kêu nãy không? Bự quá, cá to. Cái áo đẹp quá anh Tư, quay lại cái anh Tư. Cái áo đẹp quá. Lấy cái tay vỗ vô mình á, Bẹt. Léo. Léo. Chạy. Chạy cho cố. Chạy.